Em xin chào cả nhà, chào cả nhà đã đến kênh với cơm gia đình của em. Bữa tối cả nhà, ông xã em đi làm về nè, em có nhờ mua một chục hộp dịp lộn rồi cả nhà. Bữa tối em làm hộp dịp nướng muối ớt cả nhà. Đây em có được chén nè, cái nhỏ hồi nướng để lên dĩ cho nóng cả nhà. Ở đây để em làm nước chấm này của hành với ớt nè. Hồi nữa em đâm để làm cái nước muối ớt để vô hộp dịp cả nhà, với rau găm, với hành này để hồi em sắc rồi để em làm mỡ hành cả nhà. Đây đậu phộng, cái này tương cà cả nhà, để vô mình tạo màu. Bây giờ em đi bắt nước lên em nấu hột vịt cả nhà. Hột vịt. Vậy cả nhà đi làm với em cho vui nha. Em bắt nước lên em luộc hột vịt luôn cả nhà. Em cho nước lên. Rồi hột vịt em cho vào đây nửa muỗng muối cả nhà. Cho nó ngọt, nó vừa ăn. Em cho vào đây nửa muỗng hạt nêm. Con vịt nãy giờ em chà rửa khô cả nhà. Bây giờ em bỏ vô luôn ha, em luộc. Luộc tầm 15 phút thôi cả nhà. Tại vì cho nó chín. Chín là cũng không cần chín quá cả nhà, tại vì mình còn để lên nước á, đặng nó còn cái nước ngọt của hột vịt đó cả nhà. Em luộc 15 phút đi. Nếu mình luộc không mà cái nướng thì có 20 phút. Đây em xát hành luôn cả nhà, để hồi mình làm món hành. Làm mỡ hành đây. Em làm mỡ hành. Hành em sắc xong rồi. Sẵn đây em sắc rau găm ra nhỏ nhỏ luôn cả nhà. Rồi mình để vô hộp vịt cho nó thơm. Cho vào đây nửa muỗng muối nữa nha. Làm vừa vừa thôi, mặn quá không ngon. Đây hồi mình đạp hình chấm muối tiêu chanh nữa. Rồi em cho nửa muỗng một cọt nhỏ. Rồi ở đây em cho ớt nè, của hành vô em giả ra. Đi đâu diễn biết nữa. Sau đó làm gì vậy? Đi đâu có. Cam. Làm gì trời? Muốn leo lên chảm á. Rồi em giả ớt với muối vào cái này. Rồi vậy được cái nha, nát quá không ngon đâu, em còn sấy lại. Em bắt cái son lên để em cho dầu vô em thắng cái mỡ hành lại cái này. Dầu sâu rồi cả nhà. Em cho vô dòng tô hành luôn. Cho tí dầu nha.
Em cho vịt tương ớt vô cái nhà. Cái này nó bớt cay hơn, vỏ ớt kia cay nhiều quá ăn không nổi. Được rồi cả nhà, em tắt bếp luôn. Được rồi em, nó một lạc đặc hai trứng kia để lên luôn. Ủa, còn hai trứng nó xong rồi đó. Thank you.
cho nó hết cái nó hành cho hết luôn. Mùi hết sẽ hết đúng không? Chưa lại chứ. Con sao đang phải cắm con sao? Rồi em cho đậu phộng lên. Đậu phộng lên là dùng được rồi đó cả nhà. Trời. Trên đây, sao ăn nổi. Nóng lắm luôn. Em cho đậu phộng hết luôn đó nha. Chính là cái nhà ấy. Cái nhà hộp vịt ta nướng mưa ớt của vợ chồng em làm bữa tối là cả nhà chính này. Em xin mời cả nhà cùng dùng trứng vịt ta nướng mưa ớt với vợ chồng nha.
Còn nóng không nhá, cắn mình nó làm gì, cái nước nó dạng ngon ngon quá. Còn gì ăn nó ngon thế này. Xin mời cả nhà nha. Cảm ơn. Nhà có miếng giấy đó chứ. Thì quay một cái. Ngon quá nhỉ. Quá ngon quá nhỉ. Ăn lại mới mà bỏ lại mới mềm cũng ngon, đúng không? Đây hai cái lần cho nóng ha. Nhiều thật, đúng rồi. Nóng là cục cục ăn mới ngon à. Bữa tới là đổ nước vào uống mà. Chỗ khăn nó tức không? Ừ. Ê xuống không? Gió không? Ngủ lên nè. Quá ngon quá nè. Mặn ngọt luôn. Vừa ăn luôn cái nhạc nước. Ngon quá cái nhạc. Ta trứng mình cho ăn gái. Mình ăn cái ngọt vào cái nhạc. Cái này dở nở cái. Thôi bưng cái này đi chợ luôn. Mày nhớ nhà nha. Ngon quá cái nhà luôn nè. Ngon. Mày cái nhà mày có nhớ chẳng là cái này. Đồ phận gì gì nha. Ớt cà chay. Nước chanh thì mặn mặn. Quá ngon. Ngon quá. Nó khô lên lên. Ngon thiệt. Hộp vịt thì nó béo béo. Có đó. Hãy
sôi. Vừa ăn qua nó khỏi chấm nó tiêu. Đúng rồi. Cái này em làm bán học 10 ngàn nữa mấy nhà. Quá ngon. Mong các bạn luôn hả? Mày nhớ chưa? Thôi mình chén rồi cả nhà. Vậy. Nè, chén mở. Mà cả nhà chưa hộp nữa nha. Ăn hộp dịch lụt á cả nhà. Hai hộp à. Ừ. Là ăn hết nổi em nhán rồi mà hộp dịch nướng ớt nè, ăn ngon rồi cả nhà. Thôi đã. Cơm thơm mùi rau răng cả ngon quá nhỉ, bé đút nó mà hành tâm nó ngán luôn rồi, nó mới ớt không cần đỡ ngán. Ớt không ngán vừa ha, ăn cả mua hột vịt ngon ớt này ngon. Ngon rồi. Ngon. Ngon. Nó là mở rốt. À ngon. Nó còn nóng với chồng à. Quá ngon. Đây. Trời nóng sợ. Sợ. Cả nhà ơi, clip cũng khá dài cả nhà. Vợ chồng mình xin phép kết thúc clip ở đây nha. Tắt máy quay để cho gái mình chữa ăn. Nó nhát rồi, nó ngại, nó sống rồi nha. Thì bữa cơm gia đình với món trứng vịt nướng muối ớt nè. Thì tới đây cũng khá dài, xin tạm biệt cả nhà.
gặp cả nhà ở clip lần sau. Bye bye.